Hai, xin chào đại gia đình, chào buổi chiều. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên con đường Tô Thị Quỳnh, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Thì chiều nay ha, không biết ở trên đây sớm giờ mưa lớn không. Lúc mà em lên đây thì hiện tại là trời đang mưa lâm râm. Đại gia đình có thể thấy ha, mặt đường bây giờ cũng đang ướt nè, còn ướt ha. Thì không biết bà con mưa này người ta bán sao ha. Bây giờ mời đại gia đình cùng đi một vòng xem cây chợ hoa này nè, bà con bán buôn như thế nào nha. Trời ơi, mặc dù mưa gió nhưng mà bà con vẫn đi tấp nập ha. Hiện tại em đang đi hướng này là đi xuống bến phà An Bình. Wow, phía trước có một chiếc xe ba gác ha, đang chở những cái cây bắp nè, đi qua giấy lên, rất là đẹp. Giờ nắng lên rồi, cũng còn lâm râm vài hột mưa thôi. Đông người lại rồi nè, vui quá. Dạ, trời mưa cũng đi luôn cô ơi. Để coi cảnh bà con bán mưa như thế nào á. Rồi, mưa nó đang nhiễu nè. Bữa nay cô bán được không? Dạ, năm nay ăn Tết lớn ha. Dạ. Dạ, hôm qua con đi buổi nào con quên mất tiêu rồi ta. Buổi tối gì á. Dạ. Dạ, con đi xe gì á. Con tên Thanh. Kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cái này quay gì đẹp quá vậy cô? Cúc tím. Dạ, bao nhiêu tiền một cặp vậy cô? Trời ơi, cái này 15 ngàn một cái, người ta hốt không kịp à. Dạ. Cơm nước gì chưa cô? Chưa nữa hả? Trời ơi, bán mê quá, quên ăn cơm luôn. Ở đây có cái cây mãng đinh hồng nữa nè, đẹp quá. Dạ, hướng dương. Mấy cây hoa giấy bự bự cô bán hết trơn rồi. Dạ, năm nay ăn Tết lớn luôn. Cảm ơn cô nha, chúc cô bán mau hết này, về ăn Tết sớm. Con tên là Hồ Thanh. Còn kênh của con quay này trực tiếp lên đây là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cái cạ con không có. Cạ của Zit. Dạ, con không có làm kẹo của Zit. Dạ. Dạ, ôi dữ ha. Dạ, quay clip làm kẹo của Zit luôn. Dạ. Con không có làm kẹo của Zit. Dạ. Con cảm ơn cô nha, con đi vòng vòng coi người ta mua hoa bán hoa coi. Mưa, mặc dù mưa gió mà con cũng đi. Trời ơi, ở đây xe giao thông mới bắt được mới xe. Phía trước này quá trời hoa giấy luôn, rất là đẹp ha. Mưa gió bà con vẫn đi mua hoa, lựa hoa nè. Trời ơi, cái hướng ngược lại quá trời đông vui luôn đại gia đình. Dạ, trên đây người ta lựa hoa đồ á, rất là đông vui trên đây nè. Hôm nay mưa cái bầu trời cũng đẹp ghê luôn á. Mặc dù trời chuyển tối tối ha, nhưng mà có cái đốm mây trắng ở chính giữa đó nhìn cũng rất là đẹp. Với lại người ta tự chở ở nhà không à. Vì sao? Kênh gì vậy? Kênh nào vậy? Dạ, kênh Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đông vui nhộn nhịp chưa đại gia đình? Bữa nay chắc người ta cũng đã nghỉ Tết rồi. Một số khách người ta đi du lịch ha.
Đó, phía xa xa có một chiếc xe này là chắc chở khách đi du lịch nè. Bà con đi du lịch ở Vĩnh Long, chợ hoa Tết Vĩnh Long. Xe mới cáo luôn, đẹp ghê chưa? À, con đi du lịch nè, trời ơi, nhìn hoa, coi hoa quá trời luôn. Năm nay á, em thấy rất là nhiều người ta làm cái yên á, để người ta chở hoa. Mấy năm trước chắc chở được, rồi năm nay người ta nhiều người ra đây chở cho nên cạnh tranh với nhau. Có người hang thì chở không có được nhiều tiền hết trơn. Với lại người ta mua á, người ta mua ít chậu người ta tự chở luôn à, không có cần phải thuê. Như vậy nè ha. Cái trước này rất là đông vui luôn. Ê, xin lỗi nha. YouTuber. Quá trời đông vui nhộn nhịp luôn đại gia đình. Mới buổi chiều thôi đó, tối chắc còn đông dữ nữa, tại vì bữa nay là cuối tuần. Phía trước người ta đang mua bông giấy kìa. Đây thì bán hoa hồng nè ha. Mấy bữa nó là Tết tới rồi, bà con đi mua hoa rất là tấp nập luôn. Quá trời nhộn nhịp đông vui luôn. Xe tải này chắc chở hoa, chuẩn bị xuống hoa nữa nè. Chúc mình sẽ lại cho người ta xuống hoa sao. Mấy ngày này bà con buôn bán rất là chập chững, đậu xe cũng không dám đậu lâu nữa, tại vì bây giờ đã có các chốt trật tự rồi đó, an ninh đó. Ở phía trước này hoa giấy rất là nhiều ha. Thôi, một chiếc xe này chở 4 chậu, hai bên trước 2 chậu, ở chính giữa một chậu, bé gái ơi một chậu nè. Vui rồi chưa? Tự mình mua tự mình chở luôn, cảm giác hơn. Rồi giấy đang bưng ra nè. Rồi chiếc xe nãy đậu phía này, phía trước này nè, thả khách xuống du lịch nè, đi xem hoa ha. Ôi, nguyên phái đoàn luôn. Đông vui ghê. Trước này là dạng họp ban mai, nó nở ra theo từng tầng từng cánh á, rất là đẹp.
thấy đoàn này lên xe rồi. Thôi giờ dài phía trước rất là đông. Wow. Phía trước này người ta cũng đang mua hoa phía trước này ha. Những chậu dạng họ nè, đang chuẩn bị chất lên xe. À, dạ. Vui ghê à. Người ta mua hết hết tự người ta chở luôn à, đỡ tốn tiền xe. Phía trước này nhộn nhịp ghê luôn nè. Wow. Nguyên một xe dạng họ được chất lên cái khung này á. Quá trời chậu luôn. Hình như là 12 chậu á. Ngang qua là 4 chậu, dọc là 3 chậu và còn chất được nữa đó. Mấy ngày này nhộn nhịp bà con đi mua qua thiệt luôn. Ôi ôi, ở đây dưới ghe người ta đang chuyển hoa lên nữa nè. Lên rất là nhiều đường khác nhau á, như đường xe có rồi đường ghe có. Cái đường nào thuận tiện người ta thì người ta đi thôi. Quá trời được gỡ luôn. Dạng họ á, dạng họ cam, dạng họ vàng. Ở đây người ta trồng á cái bông rất là to. Đây có người mua 2 chậu rồi nè. 3-4 chậu gì luôn. Đang chuẩn bị ha. Bây giờ xe chất lên. Nói luôn đại gia đình ơi. Ngoài đây có chiếc xe lòi. Trong đây bà con cũng đang mua qua trong đây nữa nè. Lên rồi, hết mưa đó lại gia đình. Xe đạp lôi này đại gia đình. Rất là nhiều người chở hoa dạo ha. Rất là đông khách luôn. Đông người đi ha.
cỡ tấp nập quá đi. Dạ rồi, clip đến đây thì em cũng xin được kết thúc. Chân thành cảm ơn đại gia đình đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe và chuẩn bị đón một năm mới ấm áp bên gia đình và vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất nha. Bye bye.